Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969, tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không đứng yên. Chúng vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi các hung của những gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để được tư vấn hoàn toàn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1956 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Kỷ Dậu. Người tuổi Kỷ Dậu 1969, mệnh đại dịch thổ, có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm, xuôi gió. Tất nhiên, không tránh được những khó khăn bước đầu. Song khi vượt qua được những điều đó, thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thành công càng ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách của bản mệnh thích động chứ không thích tĩnh. Họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục. Nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Họ được quý nhân luôn ở bên mình nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân, dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên, thành công rồi trở nên tự cao, tự đại, nếu không sẽ trở thành mục tiêu ngắm bắn của những kẻ tiểu nhân. Điều tệ nhất là ngủ quên trên chiến thắng mà không hề hay biết. Trong khoảng thời gian mình nghỉ ngơi thì những người khác đã vượt qua từ rất lâu. Bản mệnh nên luôn tự nhắc bản thân để không phạm phải những sai lầm đó. Vận tài lộc của những người tuổi Kỷ Dậu chẳng tầm thường chút nào. Cuộc đời những người này sống trong nhung lụa, tài lộc phần nhiều do chính tay quý gia chủ tạo ra. Một điểm nổi bật của bản mệnh là rất biết cách giữ tiền. Có tiền trong tay là tuổi Kỷ Dậu sẽ nghĩ cách để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi, nảy nở. Quý âm thủy gặp Dậu âm kim nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ Kỷ Dậu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Để may mắn thành công, các gia chủ Kỷ Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Viện lồng ghép vào trong đó. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống.
Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Bước sang tháng Quý Tỵ, những người tuổi Kỷ Dậu gặp cục diện tam hợp. Sự nghiệp của bản mệnh trong tháng 4 âm lịch sẽ vô cùng tốt đẹp và khởi sắc. Bản mệnh sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực, vì vậy năm nay sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ phải tham gia vào các buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng của công việc. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 4 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Kỷ Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Thứ hai, về mặt tài lộc. Xem tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy, những người tuổi Kỷ Dậu sẽ không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Trong tháng, bản mệnh có thể gặp may mắn về tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại cho bản mệnh may mắn và khoản đầu tư của bản mệnh thực hiện sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Dậu đừng ngông cuồng và lãng phí. Có thể có một khoản chi tiêu lớn trong năm như mua một ngôi nhà hoặc một cái gì đó. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi một cách quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Ngoài ra, bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm được nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu của kênh phong thủy Sa Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm của những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của người khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hái hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Với những người tuổi Kỷ Dậu đã có gia đình thì bản mệnh cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời. Hơn nữa, trong tháng 4 âm lịch này, gia đình sẽ gặp những điều xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Khuyên gia chủ Kỷ Dậu trong tháng 4 âm lịch, hãy sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Những người sinh năm 1969 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 4. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp sức khỏe của quý gia chủ tốt hơn. Những người phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu quý gia chủ uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe có tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, những người tuổi Kỷ Dậu cũng nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận của kênh phong thủy Sa Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu bình an, may mắn, cát lành cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Sa Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Kỷ Dậu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra.
Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 8 tháng 4, từ ngày 19 tháng 5 dương lịch, nạp sát, đính mão. Thứ hai, ngày âm lịch 20 tháng 4, từ ngày 31 tháng 5 dương lịch, nạp sát, kỷ mão. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 9 tháng 4, tức ngày 20 tháng 5 dương lịch, nạp sát Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 4, tức ngày mùng 1 tháng 6 dương lịch, nạp sát Canh Thìn, nạp âm Bạch Lạc Kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Kỷ Dậu trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định, công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.